phun nước xong mát cái là còn đi sau phun xong luôn. Sẽ hướng dẫn các bạn cái chiêu để xong rồi là làm dễ hai tiếng nữa cây lan mà không cần giá thể. Bới lại nước một phát. Có sáng mai mỗi cây dễ ra được 50 phân. Đây là những cái loại phân và thằng này 20C cho 10 lít, thằng này 2C cộng vô, thằng này 2C cộng vô cho 10 lít phun. Nếu cây từ chưa rễ hoặc là cây rễ yếu, một ngày phun, 3 ngày nghỉ, phun 3 lần ngưng. Rồi các anh chị coi nó phúng ra như thế nào. Lúc trước cái liền rễ là cái chiêu của tôi là atonic chứ gì, nhưng mà nó chỉ ra rễ thôi chứ không thân nhánh, không to không nhiều. Thì nay các anh chị phun cái công thức này vô, nhớ đề ca mông để tôi giải thích luôn. Nếu mà atonic nó chỉ có một cái nitro benzen, tức là nitro thôm một, anh này tới ba lần, ba cái nitro anhen, ba cái nitro thôm cộng với cái 24D là chất kích thích tăng trưởng. Bữa nay ở dưới ra rễ, ở trên ra chồi, trên gốc ra chồi cùng một lúc. Đừng để cho cái cây ra rễ đã đời rồi mới ra chồi, hay là để cho cái cây ra chồi đã đời mới ra rễ là nó kéo dài một thời gian tính của mình ra rồi. Thấy không này? Như vậy cây không phát triển. Bên Thái Lan nó không làm như vậy cả. Ra rễ, ra con, ra con, ra rễ. Và rễ khi mà ra con, các chị coi ở cái gốc của cái chồi của mình á, trời ơi, nó xỉa vậy, không có chỗ nào nữa. Nó như giá vậy đấy. Và các anh chị mình nhớ, đây là một cái chất điều phối thức ăn cho cây. Đây là công thức phối ba loại nó độc thuốc nha. Là các anh chị mình đưa nó nhiều lần quá, các anh chị mình lạm dụng nó quá, hoặc là các anh chị mình thường thường rau người ta ưa sử dụng cái này, người ta làm cho nó xanh lá mướt lá, phải không, mập mạp, nhất là rau lá to bự dày, người ta lạm dụng thì mình ăn nó độc. Còn cây lan của mình, nếu các anh chị sử dụng hơi dương chút, nó to, nó mập, nó khỏe. Ở đây có các anh chị nào mà cắt cái thân cây lan ra, cái lá lan, cái bông lan xào với thịt bò ăn không? Có không? Ngon lắm. Có không? Không có thì thoải mái các anh chị làm. Tại sao phải là tiêu trừ nó như vậy thì người ta làm ra cái này để làm gì? Bên rau người ta lạm dụng, người ta tăng liều hay gì đó thì mình ăn ngộ độc, tôi đồng ý. Bởi vì cái đó là cái thu nhập, cái kinh tế của người ta, không phải riêng cái rau đâu. Heo, bò, tôi nói đụng chạm xin lỗi trước, mình có tận dụng không? Bây giờ vừa ra nó đưa lên trên mạng này, các anh chị ăn cái gì mà nó có một cái kim miếng sắt ở trong đó khô, tôm khô hay là cái gì đó. Còn heo, các anh chị thấy không, trước khi bán kêu lái lợn thọc ống nước vô trong họng người ta, thấy không nè, kèm quá chất và bơm vô trong đó. Thì bây giờ thì thức ăn mà này nọ thì cái đó các anh chị đã rành rồi, thấy không? Nhưng mà cây lan của mình mà, mình có ăn giọng gì nó không? Bông điên điển là bông này bông đỏ, bông cải rồi mình còn xào ăn, có ai lấy bông lan như đó, cái đó vô xào thịt bò ăn không? Không có thì giờ làm cây nó tốt, bông nó nhiều, bông nó to đẻ thì làm đi. Có chết cây nào đâu. Nhưng mà mình đưa vừa phải hả, đưa nhiều nữa thì nó lại phản ứng ngược, phải không? Thì bây giờ
Đây là một cái công thức mà mình nói với ông em ở trong cái hội của mình chơi, đó là cái chiêu thức này nọ, giống như bên võ nghệ này nọ, chiêu này nọ để làm chi, để cho nó vui. Chứ mình nói cứng về cái công thức này quá thì nó không có cái tính cách khơi mà. Thành thử ra sao giảng rồi đưa cho các anh chị chiêu này chiêu này, sao này nó có dính dí dỏm. Thì tôi hỏi các anh chị, bây giờ trồng bông lan thì mình phải vui với nó chứ, với cái thành quả của mình chứ, thấy không? Rồi mình đặt cho nó những bài thơ này, những bài thơ nọ nữa chứ, thấy không? Nó đẹp mà.